bắt đội trưởng đội quản lý thị trường ở Hà Nội. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 14 Hà Nội cùng hai bị can khác vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tối ngày 23 tháng 7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 23 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 bị can, gồm Lê Việt Phương, nguyên phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 17, nay là đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Cả 3 bị can nói trên đều bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. C03 đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt các bị can để tạm giam. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên đối với 3 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật. Trước đó, trưa ngày 25 tháng 6 năm 2021, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tôn Sô, Tránh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phố phía Bắc. Trong các ngày từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021, C03 phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Nhà xuất bản Giáo dục tiến hành bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại xưởng in sách số 297 đường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, các xưởng gia công sách giả tại số 315 đường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội và thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội của Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội. Trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát tại 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa. Mở rộng điều tra, ngày 23 tháng 6, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 7 bị can gồm Cao Minh Thuận, sinh năm 1979, giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, chủ các nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội; Hoàng Mạnh Chiến, sinh năm 1982, giám đốc Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội; Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1972, phó giám đốc Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội; Hoàng Thị Ánh Vân, sinh năm 1983, kế toán trưởng Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội; Hoàng Đức Cương, sinh năm 1980, chủ xưởng gia công sách Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội; Đỗ Đức Thắng, nhân viên thiết kế đồ họa Công ty Cổ phần In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội; Nguyễn Hữu Trung, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24 tháng 6, C03 đã thi hành các quyết định, lệnh đúng quy định pháp luật. C03 đã tạm giữ nhiều vật chứng trong vụ án, cụ thể hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của nhà xuất bản giáo dục, 3 hệ thống in offset, nhiều máy gia công sách giả, hơn 1,5 triệu tem giả của nhà xuất bản giáo dục và nhà xuất bản khác, 5 ô tô tải và nhiều máy móc, công cụ để bốc xếp, vận chuyển sách, khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp. Hiện C03 đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng vụ án, triệt để thu hồi tài sản hưởng lợi bất chính.